Ok, hi, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện thoại Vui TV. Và hiện tại mình đang có đây là một viên pin của Bizen với gói bảo hành là 2 triệu đô như lúc trước mình đã mở hộp cho bạn thử một sản phẩm rồi. Và hôm nay thì mình có một cái viên pin Bizen dành cho cái sản phẩm là iPhone 5S với cái dung lượng của nó là 1560 mAh. Thì trước tiên mình sẽ tiến hành mở hộp và sau đó sẽ thay cái viên pin Bizen này vào chiếc iPhone 5S của mình. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Việc mở hộp của cái viên pin này thì cũng khá là dễ dàng như các cái loại sản phẩm của Bizen khác. Đó. Thì với Bizen thì họ sẽ đóng hộp đơn giản hơn Bezos rất là nhiều. Chúng ta sẽ có một cái miếng dán pin ở đây cùng với một cái viên pin. Và cái viên pin Bizen này sử dụng cái đầu vào là 4,3V và đầu ra là 3,8V với dung lượng là 1560 mAh. Thì Bizen cũng có sẵn cho chúng ta là hai cái miếng dán để chúng ta có thể cố định cái viên pin này vào chiếc iPhone 5S. Và bây giờ mình sẽ tiến hành thay cái viên pin này vào trong chiếc iPhone 5S của mình. Và các bạn có quan tâm tới các cái dòng sản phẩm pin thì hãy lên ngay website của Điện thoại Vui cũng như đến chuỗi cửa hàng của Điện thoại Vui để được tư vấn và kiểm tra miễn phí. Cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện thoại Vui TV để ủng hộ bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.